Đứng nào mà thấy không, mà chạy đường nhựa đi vô là thấy tụi tao. Coi nha, hôm nay Vũ cùng với mấy anh em tới xã Cẩm Sơn huyện thị xã Cà Lại nha cả nhà, để bốc mộ đường Nguyễn Thị Nên đó, ông cụ có mộ là có năm mấy 60 năm nha cả nhà. Rồi bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em xem những miếng bốc vô gần tới cây cầu thứ hai á, rẽ trái có đường nhựa, những miếng bốc mộ như bốc bộ như thế nào nha cả nhà. Vũ mời cả nhà nha, cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và mấy anh em xin một lượt đăng ký chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi bây giờ trong thời gian đợi chờ đợi chủ nhà cúng kiến nữa là chờ tiến hành nha cả nhà. Nhà ba mày. Được rồi. Tập trung ở đây quá. Nhìn được bao nhiêu? Tập trung ở bên đây. Tháng được nhiêu anh? Chưa. Cái này mới làm à? Mới làm. Mới làm. Mới làm. Mới làm. Mới làm. Không mà làm này nữa. Có nhiều quá. Thì có tiền. Thấy từ từ lên giờ. Mình mới đầu từ bé lên lớn chứ mình đó. Tại vì còn nhỏ chưa làm được, chưa có tiền. Được nhiều nhiều đó. Làm gì? Tào lao đó tụi em không có chịu đâu. Chứ không phải mà lấy 3/7/21 đâu. Thà là không lấy thì thôi, lấy cho kỹ càng với người ta. Với giò theo giò, đầu theo dầu, gì sắp lộn. Rồi cô yên tâm đi, mấy cái vô đó yên tâm đi, đây làm bài bản đàng hoàng. Vậy đó tôi cũng chịu vậy đó. Chứ lấy thiếu rồi thí dụ ổng hả bả vậy đúng không, mày còn thiếu tao miếng ở dưới á chết không. Rồi giờ chủ nhà thay búa nha cả nhà. Rồi giờ cho mấy ông nè. Rồi vô. Đào đào vinh lên ôi chừng nào ấy đi rồi ra đây. Rồi thí dụ ở nhà có tivi vô bắt lên, bắt này lên coi liền. Mày tôi mắt tôi mây nè, tôi không dám mở mây đó đó nè. Ôi gì chị ơi, chị về đi chừng nào xong thì ra coi chứ gì đâu vậy đâu. Không lấy bên đó nữa lên rồi chưa? Bên bển á. Không mua lấy bên nào, lấy bên nào được, lên cái nào đạp không mua. Hoặc là đánh đầu xuống luôn chứ không có. Muốn làm gì là? Muốn làm gì là? Đây nè, cũng như bây giờ bỏ đại gì nữa ai dọn. Bỏ đại gì nào nó dọn làm. Dọn nó muốn làm. Vậy đó, đi vậy đi. Bán cho nó mua, bây giờ nó bị lấy cái đất đã không bán được nữa, nhưng mà thôi giờ mình nhìn lại đi, mình có đất nhà không? Anh nói ra tụi em hiểu rồi. Chứ đâu có dán người lấy gì, đâu có dán vậy. Đất thương quả sao dành lấy rồi. Xa xa ra tiếp, xa xa ra. Nhiều khi sợ biển nó biết không? Giờ thì nó ngủ quá rồi ngủ nó ngủ chứ. Điện không? Điện rồi 5 giờ rồi chứ. Thì tôi kêu nó ấy là 5 giờ điện rồi, 5 giờ điện. Rồi. Đập ở đây là có kia nha. Đâu là bữa hôm dịch bả đó trước là tổng học đi học đó đâu hả không mình ở ở nhà ai bao giờ mà tháng tư ở chỗ mình ở thấy không cũ rồi đó đó hả ừ. À, chỗ chắc chắn cái này nè rồi đợi đây bắt máy cái bắt máy đi. Quay hết pin nè, quay hết là hết pin luôn. Hết bộ nhớ. Dạ. Nước trắng hay nước vàng?
Bây giờ mấy anh em đã đập xong cái núp nữa cả nhà, rồi tiếp tục tiếp nha. Em chứ rồi em quay thôi đâu thấy thôi dụ mấy đứa con không thấy cảnh này uống mấy ôm đây nó kia đây mày đi mày, nhậu nó này nó kia mày đem nó ngồi đó mày sao mà chưa ra mà mày lấy mày hứa tao mua cái gì tao không lại đi cho chị giờ một cây này vậy hồi nãy ông chỉ dừng tao riêng nãy thôi chỉ anh dừng tao riêng chứ mệt luôn á nói đủ mẹ tới nghe tới cả từ dòng tre rồi cũng kêu chạy thẳng qua bên Trà Giang quá không chạy thẳng lên Phú Hoàng á ở tạm giam Phú Hoàng mà mày không ai đâu không thấy ông nào luôn tạm giam trên đó trời ơi đâu không thấy nè bên bên cái cánh bên kia tao thấy là tụi tao còn ngồi bụi tre nè mày chạy ra coi một mày đi chôn hả cái mà điện mấy người kia coi trời ơi không có thấy gì trơn mà có không không hả mày đâu có làm đâu thôi à đang đi chôn chổng này vậy mà này không à không có người thôi tí ở trong thiết ra rồi. Bị điện chứ mình. Giờ cao điện. Không phải là cái mạo điếc. Giờ nó chôn nó tiết ra chôn á đá đây nha đu quá cái này nè rồi rút gạch vô rồi nữa nữa thì từ từ nấu chỉ được bây giờ mấy anh em đã hạ xong cánh đan nha cả nhà, thì chuẩn bị xuống dưới nha. Không dưới nha. Bây giờ vớt có ba cái bê tông ra nữa là xuống lớp dưới nha cả nhà. Cả nhà đừng quên cho mấy em xin được đăng ký nha cả nhà. Nhận cái động lực mệt quá. Bây giờ mấy anh em đã đào xuống một lớp giá nha cả nhà. Tại mình vừa làm vừa quay cả nhà nên không được chi tiết lắm, cả nhà thông cảm nha. Cả nhà thương vũ trời vũ xin một lượt đăng ký, lượt chia sẻ nha cả nhà. Rồi đó để
cho nó móc ngang này. Chết 2 tuổi, 20 tuổi. Mấy người tộc mà. Để cho nó sạch luôn á Vũ, khỏi đất con Vũ. Đâu phải cái lỗ cái hả? Tại chỗ này nó cái lỗ đầu tiên phải có đất con rồi. Quần này không lỗ hả? Mấy quần kia nó lỗ, cái lỗ quần kia hàng chứ. Cái này là lỗ cái lỗ cái gắn 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 hả? Ủa cái kìa thôi. Theo nó này rồi, này nó thân cái rau. Con này là má tanh hồi. Chắc nó ngon. Ngon ngon gõ cái. Đi rồi. Ủa đâu ạ? Đầu hiệp ba thằng lưng á. Đá ông đưa ban lên xuống đó tập trung hết luôn nguyên văn xuống dưới thằng cắn dài giá rồi đi lên ngó không thở không thì đó ông muốn sống cản cản cái ba đấy bẹo bẹo lưỡi giá bẹo bẹo luôn tuốt cái thằng ngồi phải không giờ mới động mà. Quay coi con lưng có lạ có gân không ha nó ở không thì thỉnh nhá đây đâu quay đâu thấy được đâu bên kia phải có người quay mình đây mới thấy chứ không biết quỷ tí cà lâm nó có quay cho em không nữa mà điện nó quay chen vô coi con lưng nó có ghen không ha nó đứng không cái giò tôi không sợ đôi dép tôi sợ đôi dép đi dép đất không có lạnh cái giò em nha anh hai thiệt nó chạy dữ lắm rồi nó chôn rồi đó, còn trốn rồi đủ mấy con khách trốn xuống lớp thứ hai nha cả nhà, lớp nữa là chắc đụng á. Sao biết? Đụng em xem năm mấy rồi. Dạ, lúc đó bị bắn không? Bị bắn vậy. Để giờ đủ mẹ nãy kêu bỏ dép xuống lớp thứ ba nha cả nhà, mà chưa thấy gì trơn á. Này chắc sâu lắm cả nhà ơi. Uống nào. Nè, làm đi, uống đi thì làm. Nè, uống rồi làm. Rồi cảm ơn. Nó nghĩ mà đi. Mấy giờ rồi? Không có giờ. Có mấy đồ màu đỏ hết cho chị. Không, chợ quấn ở ngoài. Giờ đụng nắp rồi nha cả nhà. Mấy anh em đào đụng, đụng cái nắp rồi. Không có. Không. Tính là quấn mũ. Ai biết quấn mũ thì tụi tôi làm luôn. Này cái nắp đen đen đó nha. Quấn luôn đó anh Minh. Không, quấn ở ngoài á. Về nhà tự ngoài quấn. Quấn cái quách ở ngoài á. Quấn ở ngoài lại để đây tụi tôi lấy mũ, tụi tôi quấn lấy bằng keo tôi làm. À giờ được bỏ vô vậy nó gọn hơn. Tôi làm cho hoàn chỉnh luôn ha. Mừng đó. Không có gì hết trơn á, bình thường. Té bây giờ nhào lưng nè. Một rít nhẹ nhẹ thôi, ít thôi. Sáu mấy 70 năm mà bằng tuổi giống. Dớt lên cái nắp đi, dớt lên nắp cho nó đáng. Hướng bậc càng Ngọc Khải rồi. Nam về nhà mới. Rồi giờ bật nắp rồi nha cả nhà. Ông chú ơi. Coi đi mình lấy cái mỏ. Lên luôn, lên ra luôn. Rồi quẹo hết rồi. Chưa. Rồi nước cái đi, xuống nước cái đi. Khoan. Xuống nước cái đi. Và đùm kia lên luôn nha cả nhà. Xuống nước cái, xuống nước cái đi. Có đi múc nước lạnh không? Có rồi, lấy xô rồi. Lấy xô đi. Xuống nước cái đi, xuống nước cái đi. Vỗ, vỗ, lo về nè vỗ, lo về nè vỗ. Đừng tấm đã hết luôn. Tụm lại. Rồi. Tụm rồi có gì mò, hỏi mò. Mò luôn đi. Mò luôn đi. Chắc banh hết trơn rồi. Thấy tao là mò đi luôn rồi. Ổng tên gì? Nam. Ừ, nay con lấy, tụi con lấy ông về đó ông ơi. Rồi, ta chạy nha, mua đồ nha. Rồi, đi mua đi. Miếng rượu coi. Miếng rượu gắt xuống đi, nằm ngoài đó. Lên trên đi, Vũ. Lên đi, để 5 phút. Đây đây. Tháo ra, Vũ, chế Vũ. Điện cho xuống luôn hả gì? Đây. Điện cho Sáu chở lên thùng lên 5 lít nữa coi. Coi gì. Giờ chế rượu xuống cho bán mùi nữa nha. Còn nguyên si, nguyên hình luôn. Rồi ra ngoài kia cho chút xíu đi. Đó. Đây cả nhà, đó, nguyên cái sọ luôn. Còn nguyên hết cả nhà ơi. Không quay mặt tao vậy trời. Đó, từ từ em mới cho lên quay cái mặt anh chứ. Lên. Anh phải chào cộng đồng mạng được. Không biết là anh hết miếng rượu rồi. Nằm vô một mũ hết trơn rồi. Đây cả nhà, còn nguyên hết luôn cả nhà ơi. Có cái xương ống quyển dài không anh hai?
dài hơn hai lùng đo vô anh thứ ơi. Trời ơi, trời ơi, này chắc mấy tám quá. Thật ra xuống cũng quỷ là coi nè. Dài hơn Vũ nhiều. Đùi ông nội ơi. Đùi. Đùi ông nội ơi. Chuẩn quyển dưới kìa. Ông quyển dưới mới dài á. Này chung đùi. Ông này lớn con á. Xuống bụi chán ha. Ông này sao ông vậy? Tôi thôi chứ nữa ha. Thằng này chơi cho cao hơn chú à. Bưng cao hơn. Cao hơn. Đã vậy à chứ không cao hơn. Đợi xương. Cái xương quá đợi cái xương. Xương rồi giờ không biết cao hơn. Đó, cái chuẩn quyển đó. Rồi còn nguyên cái đó nữa nha. Lấy gì vậy mới hết nè, không còn gì nữa. Bắt ốc, hai lùng bắt ốc. Bắt gì, rượu má, chứ cỡ mày ngào trước. Đó, đó, đó. Xương xuống, xuống đây, rượu má xuống đây chơi với tao. Ê, còn khúc xương rớt ngoài kìa này, ngay tay anh á. Ngay tay, ừ, ngay đó đó. Đó, đó. Ừ. Rớt ngoài đâu, rượu má mà còn tâm mẹ mẫu mày nói nữa. Nó dính vào mẫu, lắm. Còn, 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 còn. Chưa hết đâu, còn. Chưa ba cái gì nữa. Có vàng á. Không có đâu. Có chiếc nhẫn không nội ơi? Rồi đó, ổng có đeo nhẫn Mỹ không? Có. Hồi là lính Mỹ rồi, có đeo nhẫn Mỹ á. Không đúng ở ngoài đâu đâu. Gì vậy? Không có tấm giò. Bả thiệu thiệu giò đó, biết giò đó rồi. Má tưởng thiệu giò nữa. Vô làm không khỏe luôn. Vô, cầm vô. Chuyện lên. Ừ, đứng đó. Đó, thịt hà. Gà mà. Cái gì? Đó, thịt hà. Chương. Chết, trả trở lại, trả không có để đó, ông quơ được rồi. Ông quơ được rồi, khỏi rồi đổi ra. Cho nó chạy ngược lại chút xíu. Xong đó, họ còn mò sơ lại một cái nữa. Đâu, chắc vậy thôi. Hết luôn cái mò gì nữa. Con nghĩa là mò ở đâu. Hồi đó chơi mũ đen ha. Ừ. Ủa, chắc lắm. Còn gần nửa tháng mới đem chạy. Dạ. Dạ. Cháu còn tố á. Tú ra mới xong á. Dạ. Chết nửa tháng này trong à. Đó. Ừ, chứ bằng hồi đó mà vừa chết làm xong đâu dám đem ra chôn liền nữa. Đó, tính chôn của trong máng rồi. Dạ. Thì mấy ông này cho cách chuồng này vô tới cách ra chuồng. Không nói gì ở đó. Vừa tới đây nó còn bắn mấy trái pháo rồi. Dạ. Hết rồi đó. Nó có chiếc nhẫn mò cũng kỹ. Mò kiếm chiếc nhẫn. Có gân vàng đó. Nó là cái gân nè. Màu vàng đó. Có gì đó đỏ anh hai. Vàng đó mọi người. Rung rồi đi. Không phải, tại hửi mùi rượu á. Rung. Rồi có hết. Mùi rượu chưa đủ đô nữa, nó rung rung vậy. Nó quay kết thúc hồ sơ đi. Rồi, chứ còn rửa nữa mà. Còn lên còn quay rửa nữa chứ đâu vậy. Mình phải làm sao cho cộng đồng mạng là nói mình làm kỹ rồi này kia rồi. Rồi đó mà mò xong rồi nha cả nhà. Bây giờ lên mình rửa sạch sẽ rồi mình bỏ vô hũ. Được, nắp xuống luôn. Cô bỏ mẹ đi mấy. Lấy cái thao này bỏ qua. Đông để nắp xuống đại đi. Để xuống luôn đi vô. Ủa sao nó tốt rồi. Cứ vợ cho này. Cứ vợ sao đó hả? Ừ. Bây giờ là qua cộng đồng rửa sạch lại nha cả nhà. Thôi đi rửa đó. Nước rửa tụt luôn á. Chờ chết vô đâu mấy điện ẩn nè, coi cầu ngồi luôn đó, đường này nè, ẩn nè. Diện 2. Bỏ cho rượu vô đó rửa lại kỹ rồi. Anh Vũ hồi cầm cái đầu lâu dơ lên em làm hình nền nha. Giang còn hình đây mà. Ủa vô sao đó đi. Còn trẻ mà. Không phải tôi làm biến tại cái tay tôi bị đứt, tôi rửa con tay mà không à. Thôi đâu có gì. Anh Vũ vô giờ lên em làm hình nền. Làm hình nền anh luôn á. Giờ lên cao lên chút nữa. À, rồi. Rồi răng còn luôn kìa. Bộ não còn hay gì á? Còn chứ, ốc là lúc nào cũng còn ở trong á. Nó trắng trắng rồi nó đó. Găng. Không, ở, ở trong cái lỗ á. Trong cái bọng ở trong á. Ok, cái gì nhỏ đem ra. Gì lấy, đang gì lấy. Đang gì lấy, lấy coi nó ra cỡ nào. Mày lấy đâu phải. Dạ. Không có lấy
Ừ. Ngã tôi có mũ thì sợ còn nguyên luôn. Này gì là phải này nguyên không? Còn nguyên, có nhiều người còn nguyên luôn á. Bó mũ luôn, có kiểu như đưa mũ ống như kiểu của cha mày là đủ còn nguyên luôn á. Khô xuống ra như này. Tại vì ông đủ, ông nói là hấp chụp cái nắp rồi về. Bây giờ qua rửa ruộng lần nữa là xong nha cả nhà. Rửa ruộng gì nữa? Rửa vô. Rửa lại nữa. Đó, vậy là rửa, vậy là xong đó. Rửa này là nó xong rồi. Mày kéo cái thằng rít cảnh rồi dậu. Mày hồi lọt cái đèn cái ụng cái nữa. Thôi hết nước chưa nữa. Đây nó rồi. Đồ nó rửa tay của mình đâu hay đó. Chứ không lẽ về về nhà tao rửa. Đi thôi rửa đâu á. Không lẽ rửa đầu tao đụng mẹ đè cái đống không thấy được hả? Cái bò bèo không ngứa, đụng mà hỏi cái chỗ nào nó sạch đó phải không? Lúc đẳng đó có cây cầu đó mày làm đi. Đi ổng mà. Làm dở mà đụng má mình mãi với sình. Có sột cái nào không? Cái răng ông ngài hổng chưa gắn á, coi gắn bậy không hả? Đó. Lấy lên không thiếu gì trơn. Nè cái răng của ổng nè. Ngước mặt lên cái là anh hai. Đó, đây anh hai của em nè cả nhà. Chào cộng đồng mạng. Ngày hôm nay bên Băng Thiền họ đạo Cao Đài đi lấy cốt ở thị xã Cà Lậy. Huyện ông ơi. Huyện ông ơi. Bên Cao Đài ở thị xã mới vô huyện lấy chứ. Anh em mình cho mấy anh em mình xin một like, một lượt đăng ký nha cả nhà, một lượt chia sẻ cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi. Phù hộ cho anh Vũ. Vũ Vlog. Anh gì đem quách ra cho. Nè. Lấy rồi. Chưa đang đi mua rồi. Đang lấy rồi. Hai bên má đùi nè. Ông Quyển. Đùi nè. Hàm xương dân ông còn tốt thiệt chứ. Còn hết trơn à, không có thiếu cái nào á. Bây giờ chuẩn bị bỏ vô hũ nha cả nhà, là xong. Quay tao hồi quay năm cặp nha. Anh là diễn viên chính trong gia tỳ nữ mà. Cái mặt đầu đầu ngay chỗ hai lùng á. Chữ. Cái mặt chữ á. Đâu đây nè. Đầu đây nè. Nhập đó nhỏ hết đi. Rồi gọn trong đi. À ông nội cả nhà ông nội. Tiền cái nói ngọt 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 ngọt. Chứ không đầu, đầu. Đầu kia, đầu kia. Đây, 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 đây. Mày khỏi. Mẹ, mày quả rồi Phước. Mày sao kỳ vậy? Thì á. Làm lần lần đi. Làm lần đi, thôi. Rồi, rồi. Hình vậy đó. Tấp hình thì tấp được. Rồi, rồi, cũng đang làm đi, rồi. Chứ ai ở cộng đâu. Có sắp y chang vậy luôn à, rồi đầu rồi tới tay rồi tới tới giò vậy đó. Sắp gì đúng rồi, sắp gì tại là một cái quan trọng. Dài đó. Sắp theo cái hình nộm mà. Này sắp đổi. Vậy đó. Chị đó. Này mà mấy năm còn đầy đủ hơn. Đợi nó rồi lấy cái ba hũ hũ nhỏ nhỏ xíu à. Hai có găng cắm còn tốt anh hai lấy nữa. Nghe ngồi ơi. Ê, mày chuẩn bị nhỏ quá. Tối vô kiều thôi thấy găng tao mày. Mày mệt cái đó kìa bác. Bịt mũ đó, bịt mũ đó. Nhớ bịt mũ với cái thằng đó đó. Nè tan, tan. Nó đóng đi nè. Có trà luôn nè, thấy rõ không? Có trà đó. Đây làm bài bản lắm. Tôi kêu lấy đó. Tiền, tiền. Tiền luôn, thấy không? Chị khỏi mua, tụi tôi cũng mua nè. Này phải bo cho ông bị hủ, ngó hình đó, đưa nhỏ. Ế mà đi cho cái đầu đậu lắc. Ê, trang gì vậy? Ừ, thì trang là mình trà tẩn ha. Dạ chứ ừ vậy. Mới đưa tiền nó không dạ vậy nên
mới sắp về nè, tiền đô đừng có ấy. Đừng sắp lên mặt ổng. Đừng sắp tiền để sắp mặt ổng sao ổng xài. Cho mấy ổng nó biết mấy ổng làm đấy không? Đây, 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 đây. Em ở đây, ở đây. Anh thôi, còn lại còn gì đó. Mấy ổng sắp mà ta đâu có lấy mà. Còn gì đó. Lấy đâu. Thì dính mặt, đá ba ngào cho rồi. Dịch giờ. Cái ngào không. Cái gà đó sợ nó tinh khô đã đặt đủ rồi. Bây giờ mấy anh em đã hoàn thành nhiệm vụ nha cả nhà, đã bốc mộ ông cụ xong rồi Vũ xin phép cắt clip. Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh của Vũ nha. Chú cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.